Rồi nãy mình lên cho anh em thực tế về cái phuộc Thái CNC billet nha anh em. Đó. Đây là mình lên cho anh em cái chiếc là 67 nha. Đó, rất là đẹp nha. Đây mình quay tổng bộ khi lên xe. Rất là đẹp và hài hòa nha anh em. Phuộc này thì giá rất là dễ chơi cho anh em nè. Đó. Lên xe rất là đẹp, size nó là 335 nha anh em và có thể tăng chỉnh lên 345 luôn. Thì chúng mình phuộc này là mình bán giá là 1.1 triệu một cặp nha. 1.1 triệu một cặp. Full đen. Cực đẹp. Đây, rì bao là tăng chỉnh thật nha anh em. Rì bao tăng chỉnh thật. Và dưới đây là có tăng chỉnh. Đây là mình đã tăng lên, tại mình gắn xe 67 mình muốn là khoảng 340 cho nó cao xe. Đó. À, rì bao tăng chỉnh thật. Tăng chỉnh chiều cao. Tăng chỉnh độ nặng của lò xo. Đó. Hàng Thái CNC billet nha. Đó. Ti là ti lớn 14, ti trắng nha. Đó. Phuộc này sử dụng được cho rất là nhiều dòng xe nha, như quay rim cúp 67, Fuelet BG1. Lên xe rất là đẹp nha anh em. Anh em nào xài thì alo mình nha. Giá cực kỳ dễ chịu và chất lượng luôn cho anh em. 1.1 triệu một cặp thôi. Anh em nào xài alo mình. Nhúng rất là đã nha anh em. Nhúng rất là đã luôn. Tăng chỉnh thật, nhúng rất là đã. Cái này là chỉnh rebound tăng chỉnh thật rất là đã. Full CNC billet. Anode đen nha. Lò xo đợt đen. Đó. Rồi, hello anh em nha. Hôm nay mình giới thiệu cho anh em một mẫu phuộc CNC Thái Lan có tăng chỉnh rebound tăng chỉnh thật luôn nha anh em. Đó, phuộc này là size 330, phù hợp được cho tất cả những dòng xe như là quay rim cúp 67 nha. Phuộc này làm full đen, rất là đẹp nha. Phuộc Thái nha anh em. Đó, hàng full box luôn nha. Phuộc Thái. Sử dụng được cho nhiều dòng xe như là quay rim cúp 67, quay 125 BG1 rồi này kia nha anh em. Đó. Full đen hết nha. Ở đây là phuộc Thái nha anh em. Anh em về có thể tự muốn dán tem ni trong ô lình này kia gì đó tùy anh em, nhưng mà này là phuộc Thái, người ta làm full đen như thế này để cho nó, thứ nhất là càng đơn giản nhưng mà nó lại càng đẹp ha. Đó, phuộc full CNC nha. Tất cả chi tiết trên phuộc là đều CNC. Ti phuộc lớn nha, ti 14, ti trắng nha anh em. Rì bao tăng chỉnh này là rì bao tăng chỉnh thật, là cái độ lên xuống tùy vào cái trọng lượng mình xài và cũng như là cái nhu cầu sử dụng, mình có thể chỉnh cái rì bao này là nhanh lên xuống nhanh chậm tùy ý. Và anh em đây có thể là tùy chỉnh tăng chỉnh lò xo nặng nhẹ luôn nha. Đó, rất là hay nha anh em. Và giá một cây cặp phuộc Thái Olin, mẫu Olin full đen full led này nè, là mình bán cho anh em với giá là 1.1 triệu một cặp nha anh em. Đó. Hàng công ty nhập khẩu ha. Bảo hành 6 tháng cho anh em lỗi xì dầu. Nếu mà xì dầu là công ty đổi mới cho anh em ha. Đó. Chỉ 1.1 triệu thôi là anh em có một cái cặp phuộc nó đẹp sắc nét cỡ vậy nha anh em. Full đen luôn, rất là đẹp, lên xe rất là dễ xài, màu nào mình lên xe nó cũng đẹp hết. Hàng có số lượng ít nha, anh em nào xài cứ alo mình nha. Phuộc CNC full hàng Thái có tăng chỉnh. Đó, tăng chỉnh nhưng mà này tăng chỉnh thật nha anh em. Có nhiều trên thị trường anh em á, thấy cái phuộc anh em có nhiều người ham rẻ một chút, nhưng mà cái đó nó làm cho có thôi chứ không có chỉnh được gì. Còn đây là tăng chỉnh thật nha.